người thôi, không sao. Alright, hello hello hello, xin chào mọi người. Bây giờ là anh đã nhấn live là anh em mình lên livestream rồi nha Hoàng Vương ơi. Ok, xin chào mọi người. Alright, cho anh em mình chill out một tí khoảng chừng 5-7 phút nữa để cho mọi người có thể là vào stream đầy đủ hơn nha. Ok, thì xin chào mọi người, anh như mọi người biết anh Long là ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và có bạn Hoàng Vương là ở thành phố ở Hà Nội. Hoàng Vương giới thiệu sơ về Hà Nội một tí được không em? Hà Nội thì cũng thời điểm hiện tại thì Hà Nội đang mưa với trời khá là lạnh. Nên, nhìn có thể thấy là anh Long mặc rất là mặc áo phông thoải mái, mình mặc hoodie vì trời khá là rét. Mặc dù ngồi trong nhà rồi. Yeah. Anh nói giờ này là anh nghe nói giờ này là ở ngoài Hà Nội cũng khá là lạnh. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh thì buổi sáng và buổi tối thì cũng hơi hơi lạnh một tí thôi, không đến nỗi là phải mặc áo hoodie như là một Vương. Ok, chắc anh em mình catch up với chat tí. Xin chào mọi người trên chat tí nha. Hello Michael, hello Đạt Thành. Hoàng Vương ơi, em có biết bạn nào ở ngoài Hà Nội trên chat của mình không nhỉ? Em không, chưa nhận ra ai ạ. Chưa nhận ra ai, ok. Ok, hello CDT, hello con. Nếu mà nào có bạn nào ở ngoài Hà Nội thì cũng say hello nhé. Hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh thì cứ say hello, nói lên cái thành phố của mình. Maybe là các bạn có thể là chat nói về mình đang ở đâu và tại thời điểm này cái thời tiết của ở thành phố đó như thế nào nhé. Ok. Alright, hello Quốc Nguyễn, hello Đạt Thành, hello Hydro, hello Hùng, hello Đông Phương, hello Khang Bình, hey, hello Ngô Huy Khánh, Xì Bảy. Hoàng Vương, em nói như thế nào cái team tại sao có cái tên là Xì Bảy nhỉ? Cái tên nó cũng cái câu chuyện nó cũng hơi dài. Vì có một đợt là em để avatar, em để chủ yếu avatar là con Shiba, mà ở hồi đại học thì ở khóa em thì em ở khóa 10 ở FPT em thì em là học trước một năm nên là em học cùng với các bạn 96 thì gần như em là cái đứa 97 duy nhất, thì gần như chúng nó gọi em là 97 thôi. Mà bởi vì em để avatar là con Shiba nữa thì để cho nó đặc biệt thì mọi người hay gọi là Shiba, rồi sau gọi là Shiba thôi. Tức là Shiba chứ không phải Shiba đúng không? Nếu mà đọc Shiba và 7 thành Shiba. Ok. Hiện nay trên stream thì có Nguyễn Hữu Phú ở Phan Thiết, Mai Lên, Sài Gòn chỉ để offline TKS thôi. Wow. Bây giờ em chạy nhờ em đi tới nhà Nguyễn Hữu Phú. Phú ơi, bây giờ bắt đầu em đã chạy. Tại vì theo em biết là từ Phan Thiết mà chạy này có những 4 tiếng đồng hồ. Right. Có Nguyễn Công Danh ở Vũng Tàu. Oh nice, Vũng Tàu gần biển nữa. Chắc là khá là mát. Hey hello trưởng Nguyễn. Trưởng hello anh Tú. Wow, Kiên Vũ bảo chào chú Long mà chào anh Si Bay thôi nha. Ê mọi người nhìn anh với lại mọi người nhìn vào camera nhé. Mọi người nhìn anh với là Hoàng Vương, bạn nào có chênh lệch nhiều không nhỉ? Hoàng Vương em nhìn vào camera để cho mọi người xem thử đi nhỉ. Có chênh lệch nhỏ nhiều không? Anh có già lắm không? Rồi. Hey, hello Trường. Trường Nguyễn Bảo, 97 bằng tuổi em. Yep. Rồi, so anh em mình chích chat thêm một tí nữa nha. Hiện tại là có khoảng chừng 80 người trên stream. Anh nghĩ chắc là mình stream bình thường thì anh stream 9 giờ thì khoảng chừng 9 giờ 10 thì 9 giờ rưỡi, 9 giờ 5, 9 giờ 10 mọi người mới vào đầy đủ. Vâng. Wow.
có Quân Vũ Trung ở Hà Nội kìa em ơi. Hà Nội đợt tới cũng có offline TKS chi nhánh Hà Nội. Em có biết Đầu ngoài cầu Hà đấy Nội. ai tổ chức không? Ngoài đấy có một một anh Quân bên cũng là bên server TKS anh đứng ra tổ chức. Nguyễn Công Danh bảo nay đúng topic, con đang tò mò chú ạ. Đỉnh quá. Alright, thank you. Lê Anh Tú bảo nhìn như ông cháu. Anh nhìn già thế à? What? Hôm qua anh mới cắt tóc là anh đã nhìn trẻ lại, đâu đó chắc không phải có 5-7 tuổi rồi đó. Anh nhìn như hai ông cháu à. Wow. So sad. Hey, hello Chino. Lê Thanh An bảo Bart Simpson on stream. Alright, chị bảy mọi người bảo giống Bart Simpson kìa. Nguyễn Ngọc Trung hỏi anh ơi có tổng quan cả Switch Frankenstein không? Hoàng Vương ơi em muốn trả lời câu hỏi này không? Có cái này đến gần cuối là sẽ có nhỉ, trong danh sách câu hỏi thì... sẽ có nói đến sau khi nói qua các switch stock đã. Ok. Bạn Dương Minh Long bảo nghe giọng si bay chắc đánh Renga hay lắm. Cập nhật phổ cập cho anh với Renga là gì nhỉ? Nidra là một con tướng trong game LOL ạ. League of Legends, Đó, Dương Minh hiểu rồi. League of Anh chịu con đấy, cái game đấy đó. Legends. Cao Anh Quân bảo quầy nhìn đống Switch của anh Hoàng Vương mê thế anh ơi. Well, so mọi người thấy cái đống Switch của anh so với cái đống Switch của Hoàng Vương là không bằng gốc nữa đúng không? Như vậy có vẻ hôm nay anh mời đúng người rồi đúng không? Hello Minh Nguyễn. Hoàng Lê bảo chắc tại cái cam anh à, tức là cái cam mình nó làm cho anh già hơn à. Ok, để mai anh mua cái cam mới, hoặc là để anh chỉnh lại cái chế độ thử nào. Có cái chế độ nào càng làm trẻ hơn không ta? Wow, camera anh có là chế độ chỉnh filter. Alright, bây giờ mình có khoảng chừng 100 người rồi. Chắc anh em Ôi, bắt đầu. đồng phết nhỉ. Vâng, ok ạ. Bình thường stream khi mà anh build phím anh ấy, cũng khoảng chừng 120 đến 150 người xem. Nên hôm nay 100 người là cũng cũng trung bình. Ok, anh có chuẩn bị một số câu hỏi thì cái anh giới thiệu sơ là cái buổi ngày stream ngày hôm nay cái cách mà mình stream là anh sẽ giống như host và sẽ hỏi Hoàng Vương một số câu hỏi thì Hoàng Vương sẽ trong lúc Hoàng Vương trả lời mà nếu mà các bạn có những câu hỏi nào mấy bạn muốn hỏi thì bạn cứ đặt câu hỏi thì đôi khi những câu hỏi của anh sẽ được chen ngang bởi những câu hỏi follow up của bạn trên stream và mình go free flow đó luôn nha, no problem. Đỗ Minh bảo video của anh không để được full HD à? Yes, anh đang sử dụng cái phần mềm. Hôm nay lần đầu tiên anh collab, sau anh đang sử dụng một cái phần mềm gọi là Streamlab, StreamYard thì nó không cho phép Full HD. Lần sau để anh sẽ tìm cách để cho nó thành Full HD nha. Ok, so hôm nay mình sẽ bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. So Hoàng Vương ơi, mọi người nghe nghe anh nhắc về em nhiều trong cái stream ngoài của anh, cộng thêm là mọi người cũng đã lên Facebook mọi người thấy rất là nhiều bài đăng cũng như bài những bài viết review của em trên stream. Như vậy em có thể giới thiệu sơ về bản thân mình được hay không và lý do nào mang em đến cái thú vui Mai Thúy Nhựa này, là đặc biệt là vì sao là Switch mà không phải là bàn phím? Ok. Thực ra thì cái con đường vào môn bộ môn bàn phím này em cũng hơi khác người tí. Vì thường thì mọi người đi từ một con phím gây binh hay một con pre-build stock nào đấy. Nhưng em thì là
em đầu tiên là em ngày xưa em thấy là có thằng bạn cùng phòng ở đại học em là có một con phím Ego Split. Đó, thì là em mới bắt đầu thấy tò mò thì tại sao con phím trông nó lạ thế, lại có hai mảnh. Thì là em mới đặt bạn ý là tự build, tự làm. Thì là em đặt bạn ý làm hộ em, làm cho em một con. Thì đợt đấy em cũng chưa biết gì cả. Thì là bạn ý bảo là muốn dùng sức gì. Thì em cũng chỉ lên mạng em xem là chỉ biết được như hồi đấy chắc như bao nhiêu người cần tìm hiểu thì là thấy là có Cherry Red là Linear, có Cherry Brown, Tactile với cả Blue và Clicky. Thì em đợt đấy cũng không biết khác biệt là gì thì em chọn đại là Brown. Thế là con phím đầu tiên của em là con Ergo Dash, con phím hai mảnh sử dụng Cherry Brown Stock, không loop gì cả, không bớt gì. Thì sau đợt đấy đấy là con phím cơ, con phím custom đầu tiên của em. Thì sau đó là có rồi thì em mới bắt đầu vào chợ, vào nhóm VNMK. Rồi sau đó thì mới tìm hiểu cộng đồng. Thì đợt đấy là khoảng cuối tháng 10, tháng 11, 2019. Cách đây 2 năm, hơn 2 năm. Thì là có một cái offline nhỏ nhỏ ở Hà Nội. Thì em đi thì em mới được bấm thử nhiều phím. Thì em mới nhận ra là vì ban đầu em mua con phím vào để cho nó phục vụ mục đích ego của mình. Thì em mới nhận ra là Switch cũng có thể custom được cái sự ego, tức là cái lực nhấn, cảm giác bấm các thứ. Thì mình có thể tùy chỉnh được cho nó phù hợp với nhu cầu của mình. Thì em mới bắt đầu tìm hiểu các loại Switch. Tìm hiểu rồi thì mới nhận ra là còn rất nhiều thứ như kiểu là mode Switch, loop Switch, có thể thay lò xo. Thì là sau con Eco Dash là em có làm một con Lily 58, cũng là một con Ego Split. Thì đợt đấy là em build với Zealous V2. Và đấy là lần đầu tiên em lướt Switch. Con Lily 58 thì em hiện tại em vẫn còn giữ đấy. Thì sau đó là sau khi làm xong với Zeal rồi thì em sau đấy là có một đợt offline to nữa ở Hà Nội. Một đợt offline đợt đấy khá là lớn. Và em cũng được bấm nhiều thử nhiều Switch hơn nữa. Thì rồi em mới nhận ra là em cần phải có cách nào đấy để thử các Switch này. Thì em mới mua một kit hot swap. Đầu tiên là em mua kit Tofu HHKB. Lý do em chọn HHKB đợt đấy là vì em nghe nói là layout nó được thiết kế dành cho lập trình viên nên là em mua thử. Sau đó thì ngay sau cái đấy thì em cũng mua con Rama M60A, cũng là hot swap. Và phần lớn các Switch trước em test, em thử, em trải nghiệm là đều trên con M60A đấy hết. Thì mặc dù mục đích ban đầu là để em có thể thử nhiều Switch để tìm ra được cái hợp với mình nhất, nhưng mà đến bây giờ thì sau khi thử rất nhiều rồi em vẫn chưa tìm ra được cái chân ái cho mình. Ok. Rồi. Yeah, so mấy bạn nghe có vẻ như là đầu đời, Hoàng Vương đầu đời, vào đời có vẻ là từ vạch đích bằng Zeal. Tại vì you know, anh nghĩ là không ít bạn ở đây đã từng có thể là trải nghiệm Zeal. Tại vì Zeal sản xuất cũng không phải là nhiều và cái Switch nó cũng khá là đắt. Có vẻ như Hoàng Vương vào đời ở vạch đích. Với lại you know, cũng khá là hardcore. You know, anh vào đời là bằng một con phím là Razer. Đấy, thì mọi người thấy là Razer nó là con phím là tầm trung, tầm thấp đi trong cái giới custom của mình. Đấy. Mà Switch nó cũng là ngày xưa cũng là Green Clicky. Đấy, chứ không được như là Cherry Brown và Ergo. Nó hardcore. Khá là hardcore. Yeah, một số bạn trên stream cũng có vẻ đồng ý là you know, vào đời bằng ở vạch đích như you know, giàu rồi Zeal rồi. Đã nghiện là con giàu. Yeah. Alright, so anh nghe nói là em cũng là lập trình viên luôn đúng không Hoàng? Hoàng Vương? Dạ vâng, em cũng là dev. Em có thể nói sơ về em dev về cái gì và em sử dụng bàn phím nào thường xuyên nhất cho cái việc dev của em? Hiện tại thì em dev chủ yếu là backend, em làm Node, làm Go, làm Python, mỗi thứ làm một tí. Còn phím hiện tại em sử dụng là con Monokey cây. Con đây ha, các về out of focus thế. Thì gần như chủ yếu các phím em dùng đều là
60% hết. Và đa phần là HHKB. Vì em cảm thấy cái layout của nó khá là tiện và em có thể tại em dùng nhiều thành em quen rồi nên là giờ cũng không muốn đổi sang cái khác. Wow, nice, nice. Mấy bạn trên stream có bạn nào sử dụng layout 60% để mà lập trình hoặc là sử dụng hàng ngày không? Ở đây anh có biết là bạn Hùng, Hùng ở gần nhà anh, Hùng cũng là dân chơi 60%. Ngoài ra là còn bạn nào làm lập trình viên hoặc là sử dụng 60% không? Mấy bạn có thể là chích chat với nhau, anh em làm việc với nhau nha. Alright, câu hỏi thứ hai là em có thể mô tả sơ cho mọi người về các loại switch căn bản trên thị trường hiện nay và mục đích sử dụng của các switch này được không? Hiện tại thì chắc phần lớn mọi người đều biết là switch có về cảm giác bấm có 3 loại là linear, tactile và clicky. Thì ngoài về cảm giác bấm ra thì nó có rất nhiều thiết kế các loại switch khác nhau nữa. Mặc dù chủ yếu trên thị trường hiện tại là dạng Cherry MX. Thì đây như anh Long đang mở cái ảnh lên thì là một con switch Cherry MX. Nhưng mà ngoài ra thì có rất nhiều switch, chủ yếu là switch cổ. Bởi vì hiện tại Cherry MX đã gần như là chiếm được thị trường switch bản phím cơ rồi. Nhưng mà những cái thiết kế khác có dạng như là những kiểu switch Alps, switch Topre hoặc là một số loại cổ hơn như đây anh Long đang mở là một số switch khác, thiết kế khác của Cherry. Đây là hai con bên còn ở giữa bên phải là Hirose, một dạng Hirose. Và một con Cherry Blue có thiết kế bên trong hơi khác một tí và logo nó in ở mặt sau của switch. Đó. Thì đây chủ yếu là những switch cổ. Và hiện tại thì trên thị trường mua mới thì phần lớn đều là Cherry MX hết. Đây là một con switch của, đây có là switch cơ, một con switch của Mitsumi. Thì hiện tại loại này là còn không còn được sản xuất và không còn được bán nữa. Đây là một loại switch Taiwan Jet Axis. Thì switch này có thiết kế khác nhưng mà vẫn sử dụng cái stem cộng MX mount nên là vẫn gắn được keycap phổ thông hiện nay. Mặc dù cấu trúc nó khác so với Cherry MX bình thường. Mọi người nhìn kỹ có thể thấy là cái stem nó vuông hơn chứ không phải là hình chữ nhật như mình hay thấy. Ok, so hồi nãy anh em nói là có ba loại switch là tactile, linear và clicky. Vậy thì cái mục đích tại sao có ba loại switch này vậy? Mỗi loại sử dụng cho mục đích gì em? Thường thì là có thể thấy là các hãng, chủ yếu là các hãng hay quảng cáo là linear là phù hợp cho gaming bởi vì bấm nó nhận tín hiệu nhanh. Tactile phù hợp cho gõ văn bản. Và clicky thì nó kêu, nó giống cái tactile nhưng mà nó kêu to. Thì một dù cá nhân em thấy thì về các mục đích sử dụng thì cả ba loại switch đều hoàn thành được nhiệm vụ của mình tốt. Và tức là hoàn toàn có thể sử dụng tactile hay clicky để chơi game. Và cũng gần như không có ảnh hưởng gì về đến hiệu năng của các loại switch giữa các loại bấm khác nhau. Thì toàn bộ cái này em nghĩ là nó sẽ hoàn toàn là do preference của mình thôi. Chứ không nhất thiết là phải là chơi game thì phải dùng switch linear hay là gõ làm việc hay gõ văn bản thì dùng tactile. Ok, so anh có một cái anh bạn gần nhà, gần ngoài là sát nhà luôn. Anh có một thú vui khá là đặc biệt là anh hay mang con phím clicky lên văn phòng đánh. Em nghĩ sao về cái việc này? Như phím blue, clicky, nha. Em nghĩ sao về việc này? Em nghĩ trước ở công ty em, hồi đợt em còn làm trên văn phòng thì cũng có một ông anh, ông sử dụng một con phím sử dụng switch Otemu Blue. Thế là mỗi lần em gõ là em lại bị mất tập trung, không biết, lại quên mất mình đang làm gì. Khá là khó chịu khi mà có người sử dụng phím clicky ở trong một không gian đóng và ngồi cùng với mình.
Ok. Thế là đợt đấy em đeo tai nghe suốt để cố át cái tiếng đấy đi. I see. Anh nghĩ chắc là ông bạn hàng xóm anh là tại ông là sếp á, nên ông đánh thức không có dám có ý kiến nhỉ. So yeah, hiện tại trên thế giới thì có những cái hãng sản xuất Switch chính nào, và những cái hãng này có những cái đặc trưng gì, làm sao mình phân biệt được một cái hãng A và hãng B? Switch ở các hãng hiện nay thì em thấy có rất là nhiều, và nhất là cái năm 2021 vừa rồi mọc lên em thấy rất là nhiều cái hãng mới. Nhưng mà chủ yếu phổ biến nhất thì chắc mọi người biết là có Cherry, có Gateron, có Kêu, hay là một số hãng thường được biết đến với Switch giá rẻ như là Otemu hay là Huano. Hai loại, hai hãng này thì thường hay cung cấp Switch OM cho mấy con phím stock giá rẻ. Còn custom thì thường mọi người sẽ thấy có JWK, TTC, Misan, PTT. Gần đây thì mấy cái hãng mới mà ít người biết đến hơn thì là có Tixi, AF Lion, Transpeed, Leobox. Thì đây là những cái hãng khá là mới, nhưng mà đều gần đây ra những cái Switch em cảm thấy là khá là tốt. Còn về đặc trưng thì hiện tại thì em nghĩ là cũng không có nhiều, bởi vì là tất cả mấy hãng vừa rồi hiện tại đều làm Switch dạng CDMX MX, bởi vì là nó là dạng phổ biến nhất rồi, thì để tiếp cận được nhiều người nhất họ đều làm dạng, làm theo dạng Switch đấy. Nên là cái đặc trưng của các hãng thì nó có thể là ở cái cảm giác bấm với cả cái performance của từng Switch thôi. Còn về ngoại hình thì nhìn khó có thể, với ai mà ví dụ nhất là những người mới chơi ấy, nhìn thì khó có thể biết được là Switch đấy là của hãng nào. Tất nhiên là một số hãng thì sẽ in logo của họ lên luôn, thì là có thể dựa vào đấy để phân biệt. Ok. Dạ, yeah, so em mới nói về vấn đề về performance á, thì anh nghĩ đó là một vấn đề là khá là tương, nó mang tính chất tương đối, right? Đối với một người là một phím ngon, đối với người khác là không phím ngon. Vậy thì em có thể chia sẻ làm sao mình có thể là tối ưu chất lượng của một con Switch hay không? Có những cái mod nào mà mình có thể làm để mình có thể tối ưu Switch? Mod thì phổ biến nhất thì là loop switch, là khi mình sử dụng, thường là sử dụng cọ, mình mở con Switch ra và mình bôi mỡ, bôi dầu vào trong các thành phần bên trong để khiến cho con Switch nó mượt hơn. Thì mặc dù performance là tương đối nhưng mà đa phần mọi người đều thích Switch của mình nó mượt và không có cảm giác sạn. Thì việc loop là gần như là ai cũng làm. Tuy nhiên gần đây thì có khá là nhiều Switch nó được pre-loop sẵn từ nhà máy. Và mặc dù phần lớn các Switch được pre-loop chất lượng thường là không được tốt, cái chất lượng của pre-loop, nhưng mà nhất là cuối năm vừa rồi em có thử được vài con thì em có cảm nhận là có rất có khá Switch stock, là có thể sử dụng được stock luôn vì cái pre-loop của nó đã đủ tốt rồi. Thì, okay. Vâng, thì loop là cái phổ biến nhất. Ngoài loop ra thì mọi người thường hay phim. Phim là mình nhét thêm một lớp, thường là một lớp vào giữa top với bot housing của một Switch để cho nó bị nó được bớt rung lắc hơn. Nhưng mà cá nhân em thấy thì dạo gần đây là điều này là không cần thiết nữa, bởi vì là các Switch mới của các hãng bây giờ nó đã đủ tốt và cái sự rung lắc nó đã là tối thiểu rồi. Nhiều khi thêm Switch vào thêm phim vào nó sẽ bị gây kẹt Switch, nên là tùy Switch mà mình mới sử dụng cái mod này thôi. Ok. Yeah, so có một số bạn trên chat bảo là em chỉ lúc lò xo để không bị ping ping thôi, thì ý kiến em về cái việc lúc lò xo như thế nào và tại sao nhìn you know, một số hãng họ làm ra là lò xo bị ping như vậy? Cái này thì về mặt chuyên môn quá thì em cũng không rõ, nhưng mà thực tế là em nghĩ cái này chủ yếu là do cái chất liệu thép mà họ sử dụng cho lò xo thôi. Thì một số lò xo ping rất là nhiều, một số thì ping ít hơn, nhưng mà đa phần thì là đều ping hết.
và cái việc loop loss thì hầu như là ai cũng làm khi mà mốt một con switch, bởi vì là cái việc fix ping loss nó rất là dễ, chỉ việc có rất nhiều cách như kiểu mình bôi mỡ vào hai đầu loss, hoặc là mình cho loss vào một túi, mình nhỏ dầu vào rồi mình lắc. Cái này mọi người hay biết là back looping. Thank you em. Minh Hiền bảo switch ngon trong tầm giá đi ạ. Minh Hiền ơi, mình sẽ có trả lời câu hỏi đó ở những phần sau nhé. Hiền ơi, em chờ một tí nhé. Alright. So, câu hỏi tiếp theo anh muốn hỏi Hoàng Vương là ngoài những switch mua trên thị trường hiện tại đó, thì you know, mọi người cũng hay nhắc đến cái loại switch gọi là Frankenstein. Em có thể giải thích về switch Frankenstein này là gì không? Ok, anh mở giúp em cái Frankenstein switch thì giống cái tên của nó suggest. Với những ai biết thì Frankenstein là đã làm ra một con quái vật được khâu lại, được sắp ghép từ bộ phận của rất nhiều người khác nhau thành một con quái vật. Thì Frankenstein switch, hay nói ngắn hơn là Franken switch, thì nó cũng tương tự như thế. Đó là mình lấy các bộ phận, các top, các stem, các bot từ những con switch khác nhau để mình ghép lại thành con switch mới. Thì đây, như cái ảnh này mọi người thấy là con switch chủ yếu là có 5 phần. Trên cùng là top housing, đến stem màu đỏ, đến lá đồng, lò xo và bot housing. Thì 3 thành phần được thay đổi nhiều nhất là top, stem và bot. Lò xo thì có thể sử dụng được lò xo ngoài, lò xo mua aftermarket, lò xo bên thứ ba. Còn lá đồng thì gần như là sẽ đi kèm với bot luôn, chứ ít trong trường hợp nào mình thay đổi lá đồng. Đó. Ok, thế là... So, anh cũng mới sơ về Frankenstein nhé. Frankenstein là một tác phẩm đâu đó vào đầu thế kỷ 19 của nhà văn là Mary Shelley. Trong đó có một tác giả, trong đó có nói về như là một bác sĩ tên là Victor Frankenstein. Thì ông bác sĩ đó có một cái niềm mơ ước hoặc là một tham vọng khá là kỳ dị, là ông muốn tạo ra một con người sống bằng da, bằng thịt, nhưng mà không bằng một cái gọi là cái phương pháp truyền thống là mình đẻ ra mình, mà ông đi lấy xác chết của những người khác và ông lắp ráp lại, từ trái tim qua thận cho đến cái phổi, ông lắp ráp lại với nhau và sau đó đưa qua một cái dòng điện cực cao, có voltage cực cao để mà sống lại. Thì sau khi ông thành công, con đó gọi là con quái vật của Frankenstein, và con đó bắt đầu đi giết người và ông phải chạy trốn. Mấy bạn nên đọc về câu chuyện đó. Thì có vẻ như Frankenstein cũng áp dụng tương tự như cái mô hình đó, tức là lấy cái switch, lấy cái top và cái housing, rồi cái bottom, rồi cái stem của những con switch khác nhau lắp lại thành một switch, đúng không? Ok, vâng. Như là Frankenstein, con monster của Frankenstein. Alright, thì tại sao mình phải làm Frankenstein switch vậy em? Nếu mà những cái bộ phận dư thừa thì mình làm cái gì? Trong khi mình lấy cái top này thì cái bottom của con switch kia mình làm cái gì? Có đắt lắm không? Như vậy làm con switch đắt kinh khủng đúng không? Vâng, đúng rồi. Vì để làm ra được một con switch mà theo cái ý của mình thì phải thường ít nhất là 2, 3, thậm chí đôi khi là 4 con switch khác mình phải mua về, thì là giá nó đã gấp 3, gấp 4 lần switch bình thường rồi. Thì lý do Frankenstein switch nổi lên là vì ngày xưa thì không có nhiều lựa chọn lắm về các mẫu switch. Tức là khoảng 2-3 năm gần đây thì các hãng bắt đầu đẻ ra rất nhiều switch mới. Nhưng mà trước đấy thì lựa chọn rất là ít. Và để mọi người có thể có được cái switch và như mong muốn của mình thì vì nó không có sẵn. Nên là lựa chọn duy nhất là mua những switch khác về và ghép thành cái mà mình mong muốn. Ok, như vậy thì lúc trước là mình không có lựa chọn, còn bây giờ có nhiều lựa chọn về cái việc Frankenstein switch còn cần thiết không em? Hiện tại thì có
em biết khá là nhiều bạn dạng hardcore thì họ vẫn thử nghiệm các switch mới, các frequency mới. Nhưng mà thực tế thì em cảm thấy là dần dần frequency switch nó cũng sẽ không còn được phổ biến nữa. Bởi vì là các hãng bây giờ họ tiếp thu feedback từ khách, với cả họ ra sản phẩm mới rất là nhanh. Thì khi một con frequency switch ngon được làm ra mà nhiều người ưa chuộng, thì sẽ có rất nhiều hãng sẽ cố làm ra một con switch stock mà cố gắng bắt chước con frequency switch đấy nhiều nhất có thể. Ví dụ như là như con switch Holy Panda, bây giờ mọi người phần lớn đều thấy nó là switch, đều biết được nó là switch stock được mua từ drop. Nhưng mà gốc, nguồn gốc ra đời của Holy Panda nó là một con frequency switch, chứ không phải là switch stock, mặc dù nhưng mà bây giờ nó là được sản xuất hàng loạt rồi, chứ không còn là franken như ngày xưa. Cũng giống như mấy con khác như kiểu dạng như Creamsicle hay là Black Cherry Pie, thì bây giờ các hãng đều ra những con switch có thiết kế stem dài hoặc là chất liệu tương tự để cố gắng mang lại cảm giác giống với con franken switch đấy. Yeah, so nhắc đến Creamsicle thì ở đây anh cũng show cho mọi người thấy là đây là con phím Creamsicle. Để mà làm được con phím này mất đâu đó hơn chừng 40.000, tức là lấy cái stem của cream và bỏ vào cái housing của tangerine ở đây, nếu mọi người thấy đấy. Và dạo gần đây anh mới mua được con switch gọi là Switch Epsilon. Mấy bạn thấy nhá, đây là con phím stock spec gần như tương tự với nhau đấy. Thì con phím này là đâu đó hơn chừng 14.000, 13-14.000 so với một con switch gọi là Frankenstein lên 40.000, thì có vẻ như là càng ngày những cái hãng họ sẽ bắt chước và làm được những cái switch gần rất là giống với lại Frankenstein với một chi phí thấp hơn rất là nhiều. Ok, sau trên chat thì có bạn Trần Tùng Lâm hỏi em muốn hỏi về các chất liệu làm switch chẳng hạn như palm, nylon, umpi. Nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của switch? Thì Hoàng Quân có thể chia sẻ về những cái chất liệu này và nó ảnh hưởng như thế nào về trải nghiệm đánh cũng như âm thanh hay không? Thì mọi người em thấy có một cái misconception khá lớn là về độ mượt và âm thanh của các chất liệu. Thì thường thì mọi người hay nghĩ rằng là nylon sẽ cho âm trầm hơn, âm đầy đặn hơn, gọi âm full hơn. Ở PC thì sẽ mang lại âm đanh. Thường đấy là hai cái misconception lớn nhất. Ngoài ra thì là thường mọi người nghĩ là WPE sẽ mượt và POM cũng mượt nữa. Thì về chất liệu thì đấy, bản chất của nó thì đúng là như vậy. Nhưng mà trong một con switch thì chất liệu không phải là tất cả, vì các khuôn của các hãng khác nhau nó vẫn sẽ khác nhau một phần. Ví dụ như là nylon của Cherry với cả nylon của JWK thì mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Như nylon của JWK rất là mượt nhưng mà tiếng không deep như là nylon của Cherry. Nhưng nylon của Cherry lại bị cái là sạn. Thì cái này ảnh hưởng bởi khuôn và cả cái tooling, cái chất lượng bề mặt mà họ làm được cái switch nữa. Thì cái chất liệu thì mình có thể so sánh được khi mà mình so sánh trong các switch của cùng một hãng. Ví dụ như mình so sánh nylon của JWK với PC của JWK thì là mình có thể biết được là PC JWK nó đanh hơn thật. Nhưng mà khi mà so sánh giữa các hãng khác nhau, khi mà cái khuôn nó khác rồi thì gần như là không thể so sánh trực tiếp được. Ok, tức là ngoài cái vấn đề chất liệu ra thì cái khuôn nó cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến đến performance âm thanh cũng như là độ mượt, đúng không? Ok. Sau Nguyễn Hoàng Anh bảo Epsilon khác Creamsicle chứ anh, về spec thì nó gần giống nhau, anh nghĩ chắc là version 1 của Epsilon cũng sẽ gần giống Creamsicle, maybe V2, V3 là càng giống hơn nha. Yeah, so mọi người biết Epsilon làm ra là để you know, replace cái Creamsicle. Maybe là V2, V3 sẽ giống đâu đó, không phải là 90 như là Drop Holy Panda hoặc là Faker Holy Panda so với original Bisun Holy Panda, đúng không? Ok, bạn Duy Nguyễn bảo thế muốn... À không, Duy Nguyễn bảo em nhớ mấy con Nightwalker, con Nightcore thì stem giả quang, con Solaris thì
Coffee House dạ quang. Dạ, yeah, so nếu mà muốn một con phím phụ dạ quang thì có thể là lấy cái stem của con Ma Walker cắm vào trong con Solar Polaris. Polar. Yeah. Em nghĩ right. Mới trường hợp HK rồi, vì đây là mình Franken khi mình biết rõ mình đang muốn gì. Còn với phần lớn mọi người thì Franken sẽ không còn là cái đáng để làm nữa. Chắc là để nghiên cứu, tìm hiểu là chính thôi đúng không? Rồi, vâng. Nó có. Với cái số lượng switch hiện tại trên thị trường, hầu như tất cả các combination là top hoặc bot hoặc stem thì họ đều có một cái switch nó combo giữa P, Palm và Nylon, rồi xong stem dài, stem ngắn như thế nào là nó có đầy đủ hết rồi đúng không? Vâng. Okay. Đặc biệt cái này thì trong năm vừa rồi thì Tixi có thử nghiệm rất nhiều các combo khác nhau. Tixi theo em biết là hình như họ có tới khoảng 4-5 loại nhựa mix khác nhau. Thì họ mỗi tháng họ ra khoảng 2-3 con để thử nghiệm tất cả các combo có thể với các chất liệu như thế. Và để họ xem là con nào được thị trường chấp nhận, con nào được nhiều người mua, thì họ sẽ cho ra nhiều sản phẩm với combo chất liệu như thế. Ok, off topic một tí, Nhật Thái hỏi anh Long mới cắt tóc. À yes, anh Long mới cắt tóc. Sau một thời gian gọi là cách ly thì tóc anh khá là dài, thì hôm qua anh mới đi tóc. Đúng không? Le Pen hỏi có thể giải thích giúp em khái niệm break in Việt Nam hay gọi là burn in không ạ? Hoàng Vương, em trả lời câu hỏi này đúng nhá. Break in thì là khái niệm là khi mình sử dụng một con switch đủ lâu thì khi mình bấm nó nhiều lần thì cái độ ma sát, cái sự ma sát sẽ làm cho switch nó mượt đi theo thời gian. Thì break in với burn in này thì có thể làm thủ công, tức là mình sử dụng con phím hàng ngày là nó cũng là break in rồi. Hoặc là có những bạn hay mua hoặc là làm những cái máy break in mà cho nó dập switch nhiều lần, nó bấm nhiều lần trong vòng một thời gian ngắn thì khoảng có tầm vài ngày là họ đã bấm được mấy trăm nghìn lần rồi. Thì mục đích chính là để cho switch có cảm giác mượt hơn. Đó là cái họ mong muốn. Okay. Còn về độ hiệu quả của break-in thì em nghĩ nó sẽ phụ thuộc nhiều vào switch, các con loại switch khác nhau. Ok, so, trong miền Nam nhé, có một cái từ mọi người hay dùng là từ Roda. Anh không biết miền Bắc có dùng từ đấy được không. Thì từ Roda nghĩa là thế này nhé, khi mà mua một chiếc xe máy về thì mấy bạn không nên chạy một cái tốc độ quá cao, mấy bạn chạy tốc độ thường là ở tốc độ 20-30 km chạy đó trong vòng 100 cây số đầu tiên, để cho cái dây cura hoặc là hộp số hoặc là những cái thiết bị nó bắt đầu nó va chạm từ từ, để nó mài mòn đi những cái vết dư thừa khi mà sản xuất những cái bộ phận gọi là bánh răng. Thì khi mà mình chạy ở một cái 100 cái số như vậy thì bắt đầu cái xe nó rodai, yes, rodai. Thì cái xe bắt đầu nó sẽ mượt hơn, thì sau đó mình sẽ thay nhớt để cho những cái miếng kim loại nó dư thừa nó được lọc ra ngoài. Đấy, thì chắc là break in hoặc burn in cũng là như vậy đúng không? Là khi mà mình mới mua cái switch về thì sẽ có những bộ phận dư thừa trong cái khuôn, và khi mà đánh một thời gian thì cái phần nhựa đó nó sẽ rời ra và để cho mọi thứ nó mượt hơn đúng không? Dạ. Yeah. Ok, người miền Bắc gọi là cái khái niệm đó gọi là cái gì nhỉ? Hoàng Vương biết không? Rô đai. Rô đai đúng không? Alright. Ok, good. Yeah, thank you. Khác với xe máy thì là thường thì xe máy mình sẽ chạy chậm, còn switch thì em thấy mọi người dập rất là nhanh. Wow, dập nhanh là anh nghĩ nhé, dập nhanh ở cái mắt em nhìn thôi. Chứ thật ra nhé, em so thử cái xe máy mà nó chạy 20 đến 30 cây số một giờ thì cái round per minute á, right, lúc mà cái máy á, cái piston nó đánh cho bút lạnh á, nó cũng rất rất nhanh nha. Là mình sẽ cảm nhận là 20 3 cây số chậm, nhưng mà thật ra nó không chậm. Nha, nó lên đến cả I don't know 700 1000 vòng một minute, 1 minute, tức là nhanh hơn cái việc mà tốc độ mà mình back in bằng máy rất là nhiều cho switch. Ok, câu hỏi tiếp theo chắc là anh nghĩ là một số rất là nhiều bạn cũng thắc mắc ở đây, tức là hiện tại bộ sưu tập của em có bao nhiêu loại switch, và switch nào gây cho em nhiều ấn tượng nhất khi em sưu tập được?
Thì em có bộ sưu tập em thì chủ yếu có hai loại, hai kiểu sưu tập, là một là em sưu tập theo cassette, là em mua cassette để có thể sử dụng được. Thì ở đây em có khoảng là hơn hơn 120 set, là mỗi set khoảng tầm từ 70 đến 90 switch. Thì đó. Và ngoài ra thì em có rất là nhiều, em chưa đếm, là những switch lẻ khác nhau. Thì mấy cái switch này thì chủ yếu là em build xong thừa, hoặc là các prototype của các hãng, hoặc là các bạn, một bộ số bạn sưu tầm khác bạn gửi cho em. Thì là những cái switch lẻ thì có một số con khá là hiếm, và có một số con là không được bán thương mại. Thì đấy, chủ yếu em là trong này, đúng này thì em không biết là có bao nhiêu con, nhưng mà set thì em có khoảng trăm hơn 120 bộ switch ở các tủ trong tủ đây. OK, mấy bạn để ý nhé, một set như thế này đó, tính ra trung bình là khoảng chừng 10.000 một con, thì tính ra một bộ một set là khoảng chừng 1.900.000, là một 120 set, nếu mà anh tính không nhầm là khoảng chừng 100 triệu. Wow, Ở khoảng tầm nữa đấy. một bộ sưu tập khá là khủng. Alright, so những cái switch này của em là con switch nào mà tạo cho em nhiều ấn tượng nhất, và khi em sưu tập được con đó, nhưng một số bạn á, thì hay nói là con Hiroshi, con Heroes của màu cam của MX Cherry. Đấy. Thì đối với em là con nào và vì sao? Em thì em nghĩ là em thích nhất con, cả hai con, em có hai con em ấn tượng. Thì một con em ấn tượng là về performance, về hiệu năng, và một con em ấn tượng về thiết kế. Thì về thiết kế là con TTC-H của con đấy, là TTC collab với Ducky để làm ra một con switch có, nó khác với như lúc lúc nãy đầu stream mình có nói, thì một con switch có chủ yếu là có 5 năm bộ phận. Thì con TTCH này nó có nhiều thành phần hơn, và nó được cấu tạo phức tạp hơn rất là nhiều. Nó hình như là có tới hình như là gần 10 bộ phận thì phải. Đó. Còn về hiệu năng thì em thích, em nghĩ là con switch em thích nhất đến thời điểm hiện nay là con Catheter Strawberry. Còn Catheter Dâu Tây nhưng nhiều người biết. Thì cái này em cũng, cái này thì chắc là nhiều người biết rồi. OK. Anh thấy dạo này gần đây mọi người có nhắc đến con KTT dâu tây màu hồng. Anh có một bộ khoảng chừng 60 con, 70 con, nhưng mà vẫn chưa có dịp gọi là sử dụng trên cái thực sự trên con kiếm, nên hy vọng nhà mặt trời anh sẽ có thể là stream và build con kiếm này và đánh được hàng ngày. Đấy. OK, để anh catch up thêm một lên chat một tí nhé. Hồi nãy Duy Lê có hỏi là em muốn hỏi việc burn in bằng máy có ảnh hưởng nào tệ đi switch cho switch hay không, nếu mà burn in bằng máy em nghĩ như thế nào? Cái này thì là một topic khá là, đến giờ thì cá nhân em thì em nghĩ là nó có, bởi vì là em có một nhóm bạn nữa, và một số chơi với một số nhóm switch, những người chơi switch khác bên quốc tế, thì cũng có những người họ build cả những máy đo switch, họ có những cái máy đo lực. Thì có một bạn, bạn ấy đã thử burn in một con cream 100.000 lần. Thì bạn ấy đo một con cream trước khi burn và sau khi burn, thì bạn ấy để ý là có điều là một điều là cái điểm nhận tín hiệu nó bị lệch đi một tí so với switch gốc sau khi đã burn 100.000 lần. Thì cái này thì bạn ấy burn, đợt đấy bạn ấy burn tốc độ khá là nhanh, khoảng là 5 giây, à là 5 lần bấm 1 giây. Thì cái đấy cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng. Và hiện tại thì bọn em đang muốn test thêm là để xem có thể hiểu được rõ hơn là cái việc đấy xảy ra là do burn in, hay là kể cả sử dụng hay trong quá trình sử dụng bình thường nó cũng có thể gây ra hiện tượng đấy, hiện tượng là bị lệch điểm actuation. Thì cái này trước em trên VNMK em có đăng một bài có nói đến, nhưng mà do kết quả nó chưa được test kỹ nên cũng không có kết quả,
không kết luận được gì. Ok. Rồi, có vẻ như là câu trả lời vẫn là chưa kết luận được. Có thể có hoặc có thể không. Anh nghe một số người bảo là con cream khi mà burn in rồi là mượt hơn rất là nhiều. Vâng. Yeah, so cái đợt đó thật ra là cũng có một số người against cái việc là thay types khi mà build con phím cho Tfue, con phím khi khâu cho Tfue dùng màu xanh đó. Commission. Yeah, commission đó thì thay types có gọi là anh not sure là ship hay không, nhưng mà bạn đó bảo là cream rất mượt, nhưng thật ra nhá, nếu mà bạn sử dụng là cream rồi á thì cảm giác là cream cực kỳ sạn. Anh không biết Vương có cảm giác, Hoàng Vương có cảm giác như vậy không, là cream sạn không? Vâng, cá nhân em cũng không, hoàn toàn không thích cream vì cảm giác bấm nó sạn. Và mặc dù là thực tế là em đã được bấm, những con được sử dụng lâu rồi thì nó mượt hơn thật, nhưng mà nó vẫn không bằng được những con switch khác. Anh thấy dạo gần đây là JWK, KTT, TTC sản xuất là những con phím cực kỳ mượt, right? Ngay cả khi không lướt nữa cơ. Anh cảm giác một số không lướt thì cái nhựa của họ, cái khuôn họ làm ra rất là mượt. Đặc biệt là cái con mà bữa giờ anh cũng hay nói là con Oplax của 43 Studio sản xuất. Right. Alright, so như vậy tóm tắt là con phím mà em yêu thích nhất là con TTCH đúng không? Và con, vâng, con đó em đánh như thế nào nhỉ? Em đánh lên chat để cho mọi người Google đồng, tại vì bản thân cũng chưa biết con switch này. Và con switch 2 là con KTT dâu, có thể là tí nữa mình sẽ nói tiếp về KTT dâu thêm một tí nha. Alright. So câu hỏi tiếp theo của anh là nói về cái cách lựa chọn switch. Đấy, anh nghĩ là đi vào trong cái mục chính của buổi ngày hôm nay là nguyên tắc lựa chọn loop phim và lò xo cho switch là gì để khi mình bắt đầu mình mod một con switch. Vâng, thì phần lớn mọi người là sử dụng 205G0 để loop gần như tất cả mọi switch. Thì em nghĩ cái này là hợp lý, bởi vì là khi mà so sánh giữa các loại loop khác nhau thì em thấy là khác biệt, mặc dù nó có nhưng mà với một người dùng bình thường thì sẽ khó nhận ra được. Nên là đây là lý do mà 205G0 rất là phổ biến. Và khi loop tắc tai thì mọi người thường khuyên là nên sử dụng 3203 hoặc là 3204, bởi vì là nó độ nhất nó thấp hơn, thì là nó trong trường mà bị overloop thì sẽ không bị mất cái cảm giác tắc tai, cái cảm giác khớp khi mình bấm. Nhưng mà cái này thì là nó giống như là kiểu nó backup trong trường hợp mà mình lỡ có overloop thôi. Còn nếu mà mình loop đúng, loop cẩn thận thì mình hoàn toàn có thể sử dụng 205G0 để cho các tắc tai cũng được. Và cái phần sử dụng loop này thì nó cũng phụ thuộc nhiều vào preference, bởi vì là nếu mà dùng 205G0 thì cái tiếng nó trầm đi khá nhiều. Trong trường hợp có những người mà muốn sử dụng cái, giữ được cái tiếng gốc của switch, cái tiếng stock, thì có, em biết khá nhiều người họ sử dụng 3203 cho cả linear, bởi vì là nó giữ được cái tiếng gốc của switch. Yeah. Yeah, so 3205 hoặc là 205 là cái loại thực ra rất là mở so với dầu, là khác với dầu thì mọi người theo phân biệt được. Anh đây anh cả hai loại để cho mọi người so sánh hiểu về dầu như thế nào là dầu mà như thế nào là mỡ nha. Cái này nha. Rồi, sau dầu là nó là chất lỏng. Dầu nó là chất giọng lỏng, tức là 204 này, G204 nó là chất lỏng, mấy bạn nhìn thấy nè. Nó như là một chất lỏng như thế này. Nha, cái này là 104 chứ nhầm. 104. Nha. Và đây là mỡ. Đây. Thì mỡ nó cái dầu mỡ nó giống như là mỡ bò, ở trong ngoài miền Nam thì hay gọi là mỡ bò. Còn đây là dầu, nó là chất lỏng. Thì nếu mấy bạn sử dụng mỡ mà khi mà loop switch thì cái âm như là Hoàng Vương có nói là cái âm nó sẽ trầm đi, thấy rõ luôn, nghe rõ luôn. Nên mấy bạn lưu ý là mình cũng sẽ phải lựa chọn tùy thuộc vào cái sở thích của mình.
mình lựa chọn là gì, nó dầu hay mỡ. Dầu như là 104, 105 đúng không? Và mỡ là bắt đầu từ số 2. Đấy. Vâng. 205, 204, 203. Yep. Ok. Hạnh có hỏi 205 mix với 105 thì sao anh? Anh cũng có 205 mix với 105 đây. Anh cũng mua của TX thì nó cũng đặc. À, mọi người thấy là nó cũng cũng đặc, thì âm thanh nó cũng sẽ làm cho nó sẽ thay đổi cái signature của âm thanh nha. Đây. Nó là 205 mix với lại 105. Tại vì cái dầu cái mỡ nó đặc hơn rất là nhiều, nên nó sẽ override cái gọi là cái chất lỏng của dầu. Yep. Ok, so câu hỏi tiếp theo của anh là câu hỏi mà nãy giờ nhờ mình build up, đó là làm sao để lựa chọn một switch tốt nhất. Câu hỏi này thì là câu hỏi hơi khó, nhưng mà với switch vì tốt thì với mỗi người tốt là khác nhau, nhưng mà thường thì khi mà em đang muốn mua một con switch mà nhất là switch group buy không có thông tin gì, thì em sẽ xem vào mấy yếu tố như là nó là switch của hãng gì, thì em sẽ xem là hãng đấy đã từng làm switch tốt chưa. Nếu mà là có rồi thì ví dụ như là em sẽ xem là hãng đã từng làm chất liệu này chưa. Vì thường là các hãng không có quá nhiều khuôn, nên là khi họ sử dụng một con switch có, hay làm hai con switch có chung một chất liệu, thì phần lớn là hai con sẽ gần như là giống nhau. Thì em sẽ, nếu mà có thì em sẽ đi tìm xem con nào đã thường sử dụng chất liệu đấy rồi. Em sẽ hỏi, tìm review, hay là tìm sau test trên YouTube, tìm xem ai đã từng sử dụng rồi để em hỏi thăm, em tham khảo ý kiến. Thì đấy là với những con switch mà mình có thông tin để mình base trên đấy. Nhưng mà có rất nhiều kèo switch là, nhất là kèo bên tàu, thì mình gần như không có thông tin gì. Mình chỉ có một cái ảnh chất lượng khá là thấp, một cái tên, độ nặng mà so và hết. Và cái giá tiền thường khá là rẻ. Thì về những switch đấy thì nó là hên xui thôi. Mình theo thì nếu mà ngon thì mình sử dụng được, còn không thì chấp nhận là không. Bởi vì là những switch như thế thì gần như không có thông tin gì để mình có thể lựa chọn được. Như vậy thì có thể là tóm tắt lại là anh nghĩ là cái chiến lược mà để mua một switch tốt nhất là không nên theo switch mới, tại vì mình không có thông tin gì nhiều, đúng không? Không nên theo switch mà nó chưa có trên thị trường. Và cái thứ hai là khi mà có cái switch rồi thì cách tốt nhất là nên hỏi người nào đã sử dụng switch đó rồi, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà cái người mà mình hỏi họ đã sử dụng rồi, họ chỉ có mỗi sử dụng một switch đó thôi, họ không so sánh, họ không sử dụng với một switch khác thì như thế nào, thì như thế thì cái so sánh của họ có bị thiển cận lắm hay không khi mà họ chỉ sử dụng một switch? Trong trường hợp đấy thì cũng khó có thể làm gì được, chắc là phải kiếm thêm người khác thôi. Ok. Anh nghĩ là với thị trường hiện nay đó, hầu như là cái switch nó không có bị tình trạng gọi là hype hoặc là out of stock quá nhiều, thì anh nghĩ là mấy bạn không cần phải cho những cái group buy với những cái switch mà mình chưa biết, mà hãy đợi group buy về xong rồi sau đó là hỏi thử rồi xem sound test xem nó có phù hợp với cái sở thích mình hay không và mình sẽ mua. Đừng để FOMO, FOMO tức là fear of missing out, mất được mua nhé, đừng có sợ mất đi cái slot đó. Ok, anh cáo chấp lại một tí với switch rồi mình sẽ đi câu hỏi tiếp theo nha. Anh Long so sánh giữa Epsilon với lại Creamsicle, về spec thì anh thấy nó gần như giống nhau, nhưng mà cái stem thì anh khi mà anh so sánh ở ngoài á, thì cái stem của Epsilon nó không dài bằng stem của Creamsicle. Âm thanh thì anh chưa thử. Hoàng Vương có ý kiến gì không? Em lại chưa có Epsilon nên là em cũng không so sánh được. Nhưng mà em thấy thì là cái stem của Epsilon là làm bằng chất liệu khác, nên là có thể là cảm giác gõ, bởi vì là cái spec là độ dài stem là tương tự
nhưng mà cái chất liệu khác thì có thể sẽ mang đến cái âm thanh khác. Dạ. Dạ, sau một cái một cái yếu tố cũng khá là quan trọng khi sử dụng creamsicle là creamsicle, cái actuation point đó, cái điểm nhấn của nó đó cực kỳ thấp luôn. Tức là mấy bạn chỉ cần khi mà mấy bạn là dùng lò xo nhẹ đó, mà chỉ cần để tay sơ qua, kiểu như là để bàn tay lên thôi, là đâu đó là cái switch nó đã được ấn rồi. Yeah. Thì Epsilon giải quyết được bài toán đó bằng cách là nâng cái actuation lên point lên thành những cái điểm như là những switch thông thường khác. Yeah. Đó là một điểm khác biệt luôn. Anh đã có, hôm trước anh có xem con switch Iron, con phím là Iron 165 bằng cái switch creamsicle. Thì khi mà anh gửi lại cái bạn chủ phím thì bạn phím, ủa sao em dùng con này mà em đánh lỗi nhiều hơn hẳn những con khác, và chỉ cần rê tay lên là coi như là switch nó được bấm liền. Nên anh nghĩ creamsicle vẫn chưa phải là tốt nhất nếu vì nó bị cái lỗi như vậy. Có một bạn hỏi là con Vintage Black thì có tốt hay không, em có nên mua hay không, thì Hoàng Vương có thể là trả lời câu hỏi đó giúp anh được không? Em nghĩ là Vintage Black thì là với đa phần mọi người câu trả lời sẽ là không. Thì chủ yếu là có hai yếu tố, một là độ hiếm, hai là giá thành. À, còn yếu tố thứ ba nữa là cái độ có thể gọi là hên xui giữa các lô. Tức là VB thì có những lô rất là ngon nhưng mà cũng có rất nhiều lô rất là dở. Nên là nếu mà không có kinh nghiệm hoặc là không quen ai chỉ cho mình, dẫn cho mình, thì khả năng cao là sẽ mua vào cái lô không được tốt cho lắm. Nên là em nghĩ là với phần lớn mọi người thì không nên chơi VB. Ok, so phần lớn mọi người là không nên chơi VB nha. Anh cũng có một số switch VB, thì cảm nhận của anh là VB cũng mượt, nhưng mà cái đó là sau khi đã được lúc và đã được burn in. Nếu mà so với độ mượt với những con phím JWK của JWK Duroc và TTC sau này, thì anh nghĩ là VB không bằng, to be honest cũng là không bằng. Âm thanh thì có thể là, you know, mỗi con switch nó có một signature khác nhau, tùy thuộc vào cái gọi là cái khẩu vị của mỗi người nha. Alright. Yep. Đây câu hỏi chính ngày hôm nay đây. Như vậy, you know, với những cái trải nghiệm của em thì em có thể recommend những con switch, ba loại switch tốt nhất trong ba tầm giá 5.000, 10.000 và 15.000. Với 5.000 thì switch linear nào tốt nhất? Switch tactile nào tốt nhất và switch clicky nào tốt nhất, tương tự như vậy với 10.000 và 15.000. Ok, thì cái này trước khi em đưa danh sách thì em muốn nói là em cái danh sách này em chọn là theo tiêu chí là ngoài performance ra, ngoài hiệu năng ra, thì em còn chọn theo là độ dễ mua, tức là em sẽ không include những cái switch mà chỉ chạy group buy một lần và hiện tại không mua được nữa. Thì phần lớn đây là các switch in stock hoặc là có nhiều trên thị trường, để cũng đỡ bị ảnh hưởng về giá. Tức là sau khi recommend thì lại các bạn lại flip giá lên thì nó lại không còn đúng tính chất budget nữa. Thì trong 5K linear thì cho về tầm giá 5.000 thì em đưa ra 3 con. Bởi vì là trong tầm giá 5.000 này thì phải đánh đổi. Tức là mình không thể có được hết, mình sẽ phải đánh đổi một mặt nào đấy. Thì em đưa ra ba con là Gateron KS 7x47 là phiên bản bottom đen top milky, Jewick switch của Jewick và switch của Akko CS. Thì đánh đổi ở đây thì là giữa ba con thì nếu mà ưu tiên độ mượt thì nên chọn Jewick, ưu tiên âm thanh thì nên chọn Gateron bot đen top milky, và ở giữa hai con thì sẽ là Akko CS. Lý do là điểm trừ lớn thì tiếng của Jewick rất là đanh, có một số người thích cái đanh thì là ok không sao cả, nhưng mà đa phần thì em thấy là mọi người thường là không prefer âm thanh đanh như thế. Và điểm yếu của Gateron thì là cái stem của nó rung lắc rất là nhiều. Thì khi mà xem một con phím thì có thể cảm nhận được rõ được cái rung lắc.
của từng switch một, và nếu bạn sử dụng mấy cái keycap mà có profile cao như MT3 hay SA thì cái cảm nhận được trải nghiệm nó còn kém hơn nhiều. Và Aquos S thì tầm ở giữa, âm thanh nó cũng khá là đanh, nổ nhưng mà không tới mức như JWick, và độ mượt nó cũng khá và không bị rung lắc sen. Đây là Linear trong tầm giá 5.000. Ok, còn về tactile và clicky thì như thế nào? Tactile thì trong tầm giá 5.000 thì em mà dễ mua thì em cảm thấy là chỉ có mỗi mấy con tactile của Aquos S. Hình như là có hai con là Ocean Blue với cả Lavender, là giá khoảng tầm 5.500 phải. Còn có một, có hai con nữa em có thể recommend, mặc dù giá niêm yết của nó là đắt hơn, nhưng mà em thấy trên Lazada lúc nào nó cũng sale. Đó là con Faker Panda và Mengmoda Panda. Thì nếu mà áp dụng cái mã sale với các voucher trên Lazada thì giá nó cũng khoảng tầm trên 5k một tí thôi. Nhưng mà nếu mà không có thì em nghĩ Aquos S là lựa chọn hợp lý nhất. Còn tới Clicky thì Clicky trong tầm giá 5.000 thì em nghĩ là chỉ có là Killbox White có thể mua lại trên chợ rất là dễ. Vì Killbox White trên chợ có khá là nhiều, bởi vì có rất nhiều phím stock, họ các kit hot swap nó bán kèm với Killbox White luôn, thì có thể mua lại trên chợ khá là dễ. Ok. Trong tầm 5.000. Alright, so mọi người có nghe rõ được hết chưa nhỉ? Yeah, so với Linear, anh nghĩ là đây là fan của Linear khá là nhiều. Thì fan Linear tức là có Gateron Caspa đúng không em? Cái 3x47 ạ, cái bản top milky bottom đen. Ok, Cas 47. Alright. Với lại Aco CS và của JWick. Right. Còn về Thai là Faker, rồi Aco, đúng không? Còn về Clicky là Killbox White. Đấy, còn tầm 10.000 thì như thế nào em? 10.000 Linear thì nó sẽ là KTT Strawberry với em. Như lúc nãy em có nói thì em cảm thấy đây là Switch có hiệu năng tốt nhất. Nếu mà mình bỏ qua cái âm thanh là cái có cái preference lớn nhất, thì em nghĩ về mọi mặt KTT dâu tây là Strawberry là Switch rất là tốt. Ok. Tactile thì em có một cái con recommend, một con mà ít người biết đến, là con Dariyu Violet Gold. Con này khá là mới. Hộp của nó em vừa gửi. Hơi mờ nhỉ. Thì con Switch này là của hãng Dariyu làm. À, hãng Dariyu đặt Huano làm. Thì con này là nó có giá 10.000 và nó được pre-loop sẵn. Thì em được gửi cho để review, thì em cảm thấy nó là một con switch rất là tốt trong giá 10.000 tactile. Ngoài nó ra thì còn một switch nữa là đắt hơn một tí, là con Oreo, có thể sử dụng được. Oreo, ok. Còn về Clicky thì sao em? Clicky trong tầm giá 10.000 này thì em nghĩ là không có con nào đủ tốt, nên là vẫn tiếp tục sử dụng Box White thôi. Ok. Rồi, vậy thì còn cái mức giá còn lại? Mức giá 15.000 trở lên thì cái này Lydia này, bản Lydia thì cá nhân em so với các xích khoảng tầm từ 15 cho đến 16, 17, 18.000 thì em vẫn sẽ lựa chọn con KTT Strawberry. Mặc dù nó chỉ là 8.000 thôi, vì em nghĩ rằng là trong tầm giá này thì mấy con switch khác vẫn chưa tốt hơn Strawberry. Đó. Mặc dù là nhưng mà khi mà thường mọi người đến tầm giá này thì mọi người thường đã có một cái mục tiêu, một cái idea cố định khi nhất định khi họ muốn build một phím, tức là khi họ muốn chọn được một âm thanh nhất định hay là cảm giác bấm nhất định, thì lúc đấy thì có thể xem các switch khác. Nhưng mà tổng quan mà kiểu blind recommend thì em vẫn sẽ recommend Strawberry. Ok, dạo gần đây mọi người hay
nói về những cái switch như là Duroc, Palm, Coban, Coban, right? Alpaca rồi Banana Split, thì em nghĩ sau khi mà những con switch này không được đưa vào trong cái top list của em, tại sao như vậy? Nếu mà so sánh với trên WK như là Alpaca hay Banana Split thì em cảm thấy là sau khi mốt, sau khi loop thì độ mượt nó sẽ tương tự nhau, âm thanh cũng khá là giống, nhưng mà dâu tây hơn ở điểm là nó ít rung lắc xem hơn, nó ít wobble hơn và nó rẻ hơn nữa, thì em cảm thấy là không đáng tiền để mình theo Alpaca hoặc là Banana Split. Còn với Cobalt Palm thì em cảm thấy là một switch khá là tốt, nhưng mà Cobalt Palm nó bị một vấn đề khá là lớn là vấn đề QC. Nó có khá nhiều con là nó cái độ đồng đều giữa các switch nó không lớn, nó khá là kém, và cái stem của nó khi sử dụng lâu dài em cảm thấy là nó không được bền. Thì vì lý do đấy nên em không recommend Cobalt Palm. Ok, got it. Như vậy là em vẫn lựa chọn Cathay Dâu vì cái độ khít và độ mượt nó. Độ mượt nó thì có thể so sánh với lại như là Duroc Palm, Coban Palm, Banana Split, right? Nhưng mà cái độ khít nó tốt hơn rất là nhiều, đúng không? Đúng. Cái độ khít của nó làm cho con phím nó không bị, cái switch nó không bị wobble, nó bị rung lắc ở phía trên cái stem. Thế còn tactile thì như thế nào? Tactile thì tầm này là có những con, nhiều con tactile ngon, và em sẽ recommend 3 con, bởi vì là khác với linear thì tactile là có nhiều loại khớp khác nhau. Thì em sẽ recommend là cho loại khớp khá lớn và tròn thì em sẽ recommend là Boba U4T. Với cái khớp tầm trung em sẽ recommend là Upgrade và KTT Matcha. Upgrade là giống như phiên bản tactile của Oblack vậy. Ok. Đây là 3 con. Con thứ 3 là con KTT Matcha. KTT Matcha, alright. KTT Matcha mà đắt thế cả, tầm trên 15.000 à? KTT Matcha khoảng tầm 10.000 thôi, nhưng mà hiện tại em cảm thấy nó không có sẵn ở trên thị trường nên nhiều khi bị flip. Với cả cái khớp của nó là khớp khá là đặc trưng mà em chưa thấy có con nào khác khớp giống như vậy. Ok. So sau vừa rồi Hoàng Vương có liệt kê ra một số con switch tốt nhất trong tầm giá. Bạn nào có ý kiến gì thì cứ chat trên comment trên chat nhé. Anh sẽ go through những cái comment đó và mình có thể debate lẫn nhau xem thực sự là những cái lựa chọn vừa rồi của Hoàng Vương có thực sự là đúng hay không. Tại vì quan điểm của một người cũng mình Hoàng Vương hoặc của anh cũng chưa chắc gì chính xác. Bọn anh cũng có một cái kiến thức giới hạn với những cái kinh nghiệm trong thời gian vừa rồi thôi, right? So nếu bạn nào có ý kiến feel free, now mình free to debate nhé. Có một bạn hỏi là làm sao mình có thể loại được tiếng ping của lá đồng. Anh Vương ơi, tiếng ping lá đồng thì về phần lớn là khá là khó fix, và fix nó tốn khá là nhiều công. Thì cái này thì em kiếm cái ảnh nó sẽ dễ hình dung nhất. Bởi vì là để có thể fix được ping lá đồng thì mình sẽ phải bơm một lượng mỡ vào cái phần cong của lá đồng. Nhưng mà bơm vào nó sẽ triệt được, nó không triệt được hoàn toàn, nó sẽ triệt được phần lớn các tiếng ping. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề lớn là làm cái mốt này rất là tốn công. Và thường thì em không recommend mọi người làm, trừ khi là mọi người thực sự thích con switch đấy. Ok. Alright. Trong lúc tìm lá đồng, tìm ảnh thì anh cũng có thể lấy con switch này ra. Anh không biết là có thể là cho mọi người thấy được hay không. Hãy. Này. So, cách fix cái tiếng ping lá đồng á, một số bạn á, trên thị trường á, thì mấy bạn bỏ một tí mỡ vào trong cái lá đồng này, ngay giữa cái lá đồng này nè. Mấy bạn bỏ nhát cái miếng mỡ vào trong đây. Ha. Miếng mỡ nha, không phải là dầu nha. Mỡ là kiểu như đây
Vermatex hoặc là Electric Greens nha. Mấy bạn bỏ một miếng vào đây, hoặc là 205 nha. Hai tốc 205 là bạn bỏ vào trong cái khe này thì nó sẽ giảm đi tiếng động. Again, not recommended. Not recommended. Yeah. Em vừa gửi cho anh hai cái ảnh là show cái anh vừa nói rồi. Thì okay, nó hiệu quả nhưng mà em cảm thấy là nó không thực sự đáng cái công sức bỏ ra. Yeah. So có một bạn có hỏi là làm sao lựa chọn một cái switch mà nó mượt, không care đến cái độ wobble, độ rung lắc. Thì anh nghĩ cái đó là một cái cách nhìn nó khá là phiến diện, tại vì cái vấn đề là thực ra đó nó mượt hay không nha, đa phần á, là cũng là do cái ma sát giữa cái stem với lại cái housing. Nếu mà con switch á mà cái stem nó nhỏ xíu à, rồi mọi người hình dung nha, đây là cái lỗ của cái I mean cái khuôn cái housing đi, rồi mà cái stem của bạn nhỏ như thế này, nó chả bao giờ nó đụng cái housing cả, thì nó sẽ rất là mượt đúng không? Nó chả bao giờ nó ma sát cả. Right. Nên một con switch mà tốt á, nó phải vừa mượt và nó phải vừa khít. Đấy. Anh chia sẻ với bạn vì sao anh nói cái này là tại vì hôm trước anh có sử dụng một con switch là sử dụng cái stem của Inver và cái housing là của Gateron KS, thì cái stem nó cực kỳ nhỏ luôn, nó nhỏ so với cái housing, thì con số yes nó cực kỳ mượt luôn, tại vì nó chả bao giờ nó chạm nhau cả. Nó rất mượt nhưng mà con số khi đánh á nó bị wobble lỏng, cảm giác nó kiểu như là mấy bạn thấy tai nghe của anh Quảng đúng không, của BKAV đúng không, cái miếng nhựa nó cái what do you call it, yeah, cái ngoàm giữ cái nắp với lại cái housing của nó bằng miếng nhựa, nhìn nó rẻ tiền lắm. Yeah, so the same thing, giữa cái việc là mượt nó phải đi đôi với việc có khít hay không nữa nha, thì cảm giác đó cái performance nó mới đáng đồng tiền. Yeah. BK, we want to know your location. Yep, not safe for work. Yes. Okay, so vừa rồi cũng là cái câu hỏi quan trọng nhất, thì để anh catch up tiếp trên chat xem các bạn nào có nói về cái vấn đề về những cái switch tốt nhất hay không nhé. Chat khá là nhiều thì anh xem. Câu hỏi cũng khá là controversial. Ở đây là tại sao mọi người kỳ thị MX Brown thế anh? Hoàng Vương ơi, câu chuyện vui kể về vấn đề này đi. Thì với là vì như ban đầu em kể thì em đã từng sử dụng MX Brown stock chưa lúc, thì em cảm thấy là nó cũng không quá tệ như mọi người nói. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của MX Brown là nó là cherry nên là nó rất là sạn và khớp của nó bé. Thì khi mà bấm thì rất là nhiều khi cái sạn nó che mất cái khớp đấy. Nên là nhiều người hay trêu nó là linear, scratchy linear, là linear sạn. Thì còn đấy là cái điểm trừ lớn nhất của MX Brown. Nhưng mà nếu mà loop cẩn thận thì vẫn có thể giữ được khớp mà làm cho nó mượt hơn. Thì em đã từng build vài con MX Brown loop khá là ổn theo cảm nhận của em. Thì em nghĩ là nó cũng không quá tệ, nhưng mà mốt nó cũng khá là khó, bởi vì là overloop một tí thì là cũng bị mất khớp luôn, mà loop thiếu thì nó vẫn sẽ là sạn. Nên là thường thì mọi người không thích mấy MX Brown. Ok, so nó có một câu chuyện đằng sau cái vấn đề MX Brown nữa, là nó liên quan với một cái bạn cũng khá, cái bạn trong cộng đồng hacker này cũng là 1.2, một trong những bạn là nổi tiếng nhất trên thế giới, đó là bạn Glasses. Bạn Glasses là một bạn bạn người Anh. Bạn đó hay làm những cái video clip ngắn rất hài. Đấy, bạn nào mà thích về bàn phím cơ nên YouTube Google bạn đó. Hoài Vương ơi, em đánh cái tên bạn đó vào trong cái chat giúp anh nha. Thì bạn đó làm những cái video clip cực kỳ hài luôn. Đấy, và một trong những cái video clip mà cũng go viral là bạn nói chê MX Brown, là bạn đó nói switch MX Brown là switch linear. Tại vì bạn đó có một số lượng fan khá là lớn nên cái ý kiến của bạn đó, key opinion leader, bạn đó nói ra linear
thì một số người cũng you know, ủng hộ cái ý kiến đó, và từ đó là you know, MX Brown có một cái tài tiếng đến giờ. Yeah. Câu hỏi tiếp theo là KTT Dâu Batch có logo và KTT Dâu Batch không có logo có khác nhau gì nhiều không anh? Hoàng Vương ơi, thấy được anh nhé. Nếu mà chỉ về mặt hiệu năng thì em cảm thấy là bản không có logo top nó hit stem hơn một ít, chứ là thế thôi. Còn lại thì gần như là như nhau. Ok. Một bạn khác nữa hỏi là Zaku thì sao? Em cảm giác như là Zaku có nằm trong cái top list của em được hay không? Em nghĩ là không. Em nghĩ là Zaku là một trong những con switch là bị hype. Bởi vì là nó là của Taxi và cái spec của nó, tức là cái spec của Taxi là spec đấy của Zaku, em đã có prototype từ khá là lâu rồi. Và em hoàn toàn không có gì, hoàn toàn không impress với nó. Ok. Đại lời hỏi, em có thể nêu cảm nhận về các con bò cow đang chạy từ group buy gần đây không? Con cow thì là con chính là em ở group buy, nên là em nghĩ là em review nó sẽ hơi bias, nên là em sẽ xin phép không review. Good. Thank you. Yeah, anh appreciate cái chuyện em đã disclose như vậy nha. Move on nha. Minh Tuấn bảo mấy anh thử Bing Su đi nè. Em đã thử Bing Su chưa Hoàng Vương ơi? Bing Su em mới chỉ bấm một con thôi, thì em có cảm giác là nó là một con khá là mượt và tiếng nó rất là trầm và khá là bé, muted sound. Thì ai thích có cái tiếng đấy thì có thể sử dụng. Ok. Yeah, sau một số bạn như là Nghĩa Ti Thi và Đỗ Minh có hỏi anh có recommend switch Silent nào dưới 10.000 không ạ? Hoàng Vương ơi, em có sử dụng Silent chưa? Anh nghĩ Silent khá là kén người. Vâng, Silent khá là kén, nhưng mà dưới giá 10.000 thì em cảm thấy là không có con Silent nào đủ tốt cả. Mặc dù có khá là nhiều lựa chọn như kiểu Silent của Gateron, hình như nó khoảng tầm 8-9.000 gì đấy thôi, nhưng mà nó rất là sạn, nên là em không recommend được. Ok. Chắc hy vọng lúc xong nó cũng mượt. Nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà nó không hết hẳn được. Alright. Yeah. Oh, Sơn Trần ở đây có một cái câu hỏi anh nghĩ là cũng nhiều người thắc mắc là em nói về các loại Cherry Black đi. Yeah. Anh thấy là trên thị trường có như là Vintage Black, Old Black, Hyperglide, rồi Retro Black. Em có thể nói sơ về những loại Cherry Black này hay không? Cái này thì em không tìm hiểu quá kỹ, bởi vì là các khái niệm tên Cherry Black như là Vintage, Old, Retro, Trash Black thì đều là phần lớn là cộng đồng đặt hết. Em chỉ biết duy nhất là gần đây nhất là Hyperglide Black, thì là chính thức là Cherry đã công bố là đây, tao có khuôn mới và từ giờ đây là công nghệ này, tao gọi là Hyperglide. Thì đấy là vào cuối năm 19, đầu năm 20 là Cherry thay đổi khuôn, sử dụng bỏ khuôn cũ và sử dụng khuôn mới. Thì đấy là cái duy nhất em biết chắc chắn là từ thời điểm đầu năm 20 đổ đi là Cherry là thành Hyperglide. Còn về các trước đấy thì mọi người thường hay đánh giá là Retool mượt, Retool đời đầu, khoảng đầu mượt hơn các switch trước đấy. Hay là Vintage Black cũ thì tốt hơn cái đợt sau. Nhưng mà bởi vì là em không thể define được rõ ràng là đâu là Vintage, đâu là Retool, đâu là Old, nên em không review được. Dạ, yeah, sau nói về Black thế này nhá, anh nghĩ là cái ý kiến mà những cái switch cũ nó mượt hơn, anh nghĩ có một cái lý do khoa học là những con switch cũ nó được đánh nhiều hơn, được burn in nhiều hơn. Nó được burn in rồi. Nó lâu quá rồi. Đó, người ta đánh nhiều và khi mình trả ra mình sử dụng lại vậy, thì đâu đó nó sẽ mượt hơn. Những con switch mới, chẳng hạn như Retro Black, anh có rất nhiều Retro Black mua của Hoàng Ngự Bình và cũng có Hyperglide lần rồi, thì Hyperglide đối với anh đã sử dụng nó rất là sáng.
Vâng. Cái đó cũng có thể là do Ritual Black của anh sử dụng nhiều hơn. Đấy. Nên nó được burn in và nó được mượt hơn. À, đấy cũng có thể là một trong những cái lý do. Đấy. À, căn bản thì do cái cách, cái khuôn của cherry thì những con cherry hầu như là rất sạch. Nên thực sự bạn nào thích cái âm của nó thì nên sử dụng cherry. Còn không thì anh cũng vẫn khuyên là sử dụng những con phím của những hãng khác như TTC, KTT hoặc là JWK nếu mà mấy bạn có kinh phí nha. À, Ngô Huy Khánh hỏi câu hỏi này, chắc là anh nãy giờ anh skip, anh thấy câu hỏi này pop up 2 lần rồi. Ok, cho em hỏi anh cảm nghĩ của anh về con Fantasy Virus. À, em thấy mọi người nói là best tactile trong tầm dưới 10k. Hoàng Quân thấy sao em? Ừ, Fantasy Virus thì em chưa được gõ lâu, em mới chỉ được gõ qua của trên phím của một bạn khác. Thì cảm nhận của em là nó khá là mượt và nó khắc lớn và có xem dài, thì nó cũng là một switch khá tốt, nhưng mà do em chưa dùng kỹ nên em chưa dùng đủ lâu, nên là lúc nãy lúc lên danh sách thì em không recommend. Còn em nghĩ là nó một switch tốt, còn để còn thực sự nói là best trong tầm giá hay không thì khó có thể nói được. Ok, so Đình Khánh Vân có một cái ý kiến, you know, valid là switch là do mình thôi, các review ý kiến chỉ là tham khảo, chỉ có mình gõ và cảm nhận mới là đúng nhất. Yes, cái này là một cái ý kiến anh là rất valid. Một phần là lý do là cái switch nó đi vào trong những cái configuration của con phím khác nhau thì nó tạo ra một âm thanh hoàn toàn khác nhau, cũng nó làm cho mình nó có thể là làm cho con phím cái âm sàng của nó cao to hơn, hoặc là làm cho cái chất âm của con phím nó của switch nó đầm hơn do cái kết cấu của con phím, hoặc là cái chất liệu của cái play, hoặc là có foam hay không. Right, so thì nào hai bạn có thể cãi nhau là con phím A nó đanh, con phím con switch nhiều cherry nó đanh, một bạn nói cherry không đanh, nhưng mà một lý do là bạn lắp trên những con cái keyboard này khác nhau và cái play nó khác nhau nhé. Alright, Dương Minh Long có một câu hỏi là anh có thể kể tên một Franken Switch mà anh thích nhất được không ạ? À? Cả Linny, cả Tactile. Hoàng Vương trả lời giúp anh được không? Tactile thì em không có, bởi vì Tactile thì em thích nhất là con Zillow V2 rồi. Và em không có Franken nào em làm được mà nó giống như thế. Còn Linear thì con này em thích chủ yếu là vì chất âm. Trước em có làm một con là stem kale black, bottom tangerine và top black ink. Thì nó vừa rất là mượt mà âm thanh nó em cảm thấy rất là hay. Thì đấy là con Franken em yêu thích nhất. Con đấy thì không có tên bởi vì là em cũng làm cho vui thôi. Nhưng mà đấy là con em thích nhất về Franken Switch. Yeah. All right. So, con phím Frankenstein mà anh thích nhất từ đó đến giờ, anh sử dụng được 3 con rồi nên ý kiến anh lại hơi phiến diện tí. Con thích nhất của anh vẫn là con Creamsicle, là do cái âm thanh của nó gọn và âm thanh nó tròn, đánh tóc tóc tóc. Anh thích nó như vậy. Một cái điều anh không thích là nó actuation của nó quá nhanh, nhấn một cái là nó actuate liền, đánh nhầm rất là nhiều. Right. Nghĩa TT có nói đánh giá khớp to hay nhỏ để nói switch hay không, switch tốt hay không, switch hay tệ là không đúng lắm. Yes, exactly. Tại vì khớp nó không nói lên cái performance của switch. Thì như nãy giờ anh em mình có nói là một số cái tiêu chí mà thể hiện một cái switch nó tốt hay không. Thứ nhất là độ mượt. Right. Cái thứ hai là cái độ gọi là rung lắc của cái stem. Right. Cái yếu tố thứ ba có vẻ như là cái tiếng ping của lá đồng. À, cái thứ tư là tiếng ping của cái lò xo. Đúng không? À, thì đối với anh thì thường là bốn cái tiêu chí đó là cái tiêu chí anh lựa chọn cái switch nó có tốt hay không. À, còn về âm thanh là phụ thuộc rất nhiều vào trong cái keyboard, nên anh không đưa vào để so sánh được. Với lại một số người thích tiếng trầm và có một số người thích tiếng bổng. Right. Nên những cái tiêu chí đó là không thể nào đưa ra được. À, Hoàng Vương, ngoài 4 tiêu chí đấy thì em có tiêu chí nào muốn đưa thêm được không? Về vấn đề lò xo thì em nghĩ là nó không quá lớn. Còn thêm thì
Em nghĩ là một cái vấn đề lớn nữa là QC, tức là cái độ đồng đều giữa các con switch. Bởi vì thật sự có như em nói là CoverPom em cảm thấy khá là tốt, nhưng mà khi em làm rồi thì cảm thấy có rất nhiều con nó bị lỗi. Thì nó cũng là nếu mà ai không biết mà mà mua vừa đủ cho con phím của mình thì đến lúc gặp phải 2-3 con lỗi thì sẽ không đủ switch để làm nốt, mà mua thừa lên thì nó cũng là độ thêm chi phí. Nên là em nghĩ là QC là một cái khá là quan trọng. Okay, yeah, so good, very good point. Đúng rồi, đó là cái đó vấn đề đó là với con switch mà anh đang sử dụng bây giờ là con Aqua King V1. Phải, khi mà anh đánh con này đó, nó mặc dù nó linear nhưng mà nó khít. Có một số switch thì rất là mượt, nó không bị khít, và có một switch nó khít kinh khủng khiếp mà cảm giác là linear nó thành thắt thai luôn. Anh là jam xong gửi cho bạn chủ phím và bảo nó phải trả lại mà là biết là như thế nào rồi đây. Right, so ok, sau so mình có time cho khoảng chừng 2-3 câu hỏi nữa nha. Bạn nào có, vì 10:30 thì anh nghĩ là cũng khá là trễ hôm nay đó. Để anh bạn nào có những câu hỏi thì chat nha, anh sẽ đọc tiếp câu hỏi để anh xem. Thêm Duy Nguyễn có nói là con virus bị thằng bạn em kỳ thị vì Tết tới nó không muốn đem virus về cho mẹ. Good play on words. Trần Trung Hiếu hỏi anh đánh giá con Royal Blue như thế nào ạ? Anh chưa sử dụng con này, em có dùng chưa Hoàng Vương ơi? Con Royal Blue thì em không đánh giá nó cao lắm bởi vì là nó bị ping cả lá so lẫn lá đồng khá là nhiều. Còn với độ mượt thì nó cũng không quá mượt. Nên là mặc dù nó khá là rẻ nhưng mà cái ping lá đồng với việc đấy khiến em không thích nó lắm. Yeah. Thứ gì có hỏi cảm nhận về con Marshmallow đi anh? Yeah, so con này anh sẽ trả lời được là với những con phím của JWK đợt gần đây sản xuất đó, thì độ mượt là như nhau. Về stem wobble thì anh nghĩ là cũng gần nhau, và cái khác nhau của những JWK chủ yếu dạo gần đây là chủ yếu là cái màu sắc của nó thôi. Right, Marshmallow rồi I don't know, a lot more, right? Nên tùy thuộc vào cái sở thích của mấy bạn về màu sắc thôi. JWK thì chắc là establish cái reputation của họ từ chắc là từ đầu năm 2020. Right. Con Marshmallow cũng là một trong những con switch đầu tiên tạo nên cái danh tiếng của Marshmallow. Marshmallow là cái JWK đúng không anh Vương? Dạ vâng. Yeah. Thì màu thì hơi nữ tính một tí. Độ mượt thì yes, nó mượt. Con đó thì cũng bị cái vấn đề là pin nó đồng với pin lò xo. Anh có sử dụng lần rồi. Anh phải tháo ra 2 lần để mà lúc lại lò xo. Tại vì lần đầu anh lúc không kỹ, nên là xo nó khá là pin. Ok. Nhiều câu hỏi phết. Wow. Ốc KT hỏi anh Hoàng ơi, cho em hỏi anh đánh giá sao về switch tactile Lumia? Con Lumia tactile là một trong con em khá là thích. Bởi vì là về cơ bản nó lấy con Holy Panda và nó cải thiện trên con đấy. Về độ mượt, độ ping và cả lò xo thì nó làm tốt hơn Holy Panda hết. Và nó giá nó rẻ hơn. Nhưng mà theo như em biết thì nó không có sẵn stock, nên là giờ cũng hơi khó mua. Tại em có một con phím là Build Tactile Lumia. Là con một con Leopold em build với Lumia Tactile. Là con này là housing tím stem xanh. Con này cũng là một trong con em khá là thích. Okay. Yeah, so Thịnh Nguyễn hỏi cảm nhận về Black Cherry Pie đi anh. Yeah, Cherry Pie em chứ anh build con kịp khâu đúng không? Thì con đó khá là sạn. Nó không đồng đều, anh nghĩ là một những vấn đề là cái top của Cherry do nó không đồng đều quá. Chưa đủ tốt lắm nên có một số switch thì nó sạn, một số switch thì nó cũng ok. Và âm thanh nó thì nếu vào nào thích cái âm thanh của Creams á, thì rất còn lại về độ mượt, nó ít wobble,
Nếu mình tính giữa hai thông số là x wobble với là wobble với là độ mượt thì em đó là x wobble nhưng mà lại bị sạn. You know, mọi người biết là cream đã sạn, lên cherry nữa thì nó cũng sạn, mặc dù bottom của nó dùng H1 đúng không? H1. Nhưng mà nó cũng không cải thiện nhiều lắm về cái độ sạn của nó. Nguyên Hồ Vị hỏi anh có điều gì cần lưu ý khi mod stem không? Stem là hầu như là chỉ em đang nói mod stem trong vấn đề về Frankenstein hay là look nhỉ? Anh nghĩ chắc là Frankenstein switch đúng không? Khi mà Frankenstein thì cái lưu ý stem như thế nào Hoàng Vương? Frankenstein thì cái này thì trước khi mod thì khó có thể biết được, nhưng mà có một số stem thì cái góc của cái chân stem nó sẽ khác nhau, thì tùy vào housing nó sẽ bị ảnh hưởng đến actuation. Nhưng mà như con anh Long nói, con Cripsicle nó bị actuation sớm. Thì cái này còn bị một cái nữa là có một con stem khác là con stem của Boba LT, stem LT, stem màu tím, mà nhét vào housing JWK thì là actuation point nó gần như là ở đầu luôn. Tức là chỉ cần để tay nhẹ lên bàn phím là nó nhận nút. Đó. Nhưng mà cái này thì phải đến lúc lắp vào rồi, mình test rồi thì mình mới biết được là nó bị như thế. Còn trước đấy thì mình không lường trước được. Nguyễn Trung Hiếu hỏi là cho hỏi là tactile linear thì nên đi cùng play như thế nào? Cái này Hàng Vương muốn trả lời trước không? Cái này thì em nghĩ câu trả lời của em sẽ là preference thôi. Bởi vì là em nghĩ là tết nào cũng dùng được, suýt nào cả. Cái này không được nỗi kém. So cái câu trả lời của anh là như nào, ngày xưa thì có thể là câu trả lời khác, nhưng mà giờ do cái kết cấu của cái play đó, cái play mount á vào trong con phím á, có dạo này gasket cũng đang nổi lên, right? So nên nên tactile với linear đó, nó sẽ không có gọi là sao nhỉ? Khi mà chọn play á, chủ yếu là cái cảm giác đánh của nó, khi mình muốn phân biệt giữa play giữa tactile lên đi là cảm giác đánh. Khi mà con phím mà mount top mount á, cái play mà nó cứng á, thì cái lực mà đánh khi mà mình bó tầm ao á của tactile nhá, nó sẽ mạnh hơn, nặng hơn so với là con linear. Nên nếu mà mấy bạn sử dụng play cứng trên top mount hoặc là gasket top mount hoặc là tray mount á, mấy bạn cảm giác cái tay của bạn đập vào trong khi mà bottom mount á, nó sẽ cứng hơn. Đấy. Nên nếu mà mấy bạn không sử dụng gasket thì mấy bạn nên sử dụng những cái play mềm cho tactile như là palm hoặc là PC. Đấy. Để khi mà bạn bottom mount á, nó gọi là nó nịnh tay hơn. Đấy. Còn bây giờ khi mà bạn đã sử dụng gọi là những cái flex cut rồi xong là cái gasket rồi, thì khi mà nó có một ít flex khi mà bó tầm ao, hai con cái độ nó hầu như là cũng không chênh lệch nhiều nữa nha. Ok, mình cũng lố thời gian rồi, chắc thêm hai câu hỏi nữa nha mọi người. Hôm nay có vẻ là một cái topic mà mọi người khá là thích. Nếu mà mọi người prefer thì thích cái loại này thì maybe là mình sẽ go around. Anh sẽ cố gắng anh liên hệ với những bạn khác trên gọi là cũng khá là nổi tiếng trên thị trường như là Hoàng Ngự Bình nè, you know. Anh không biết anh còn nói chuyện được với Điệp Khải không, nếu mà anh liên hệ được bạn đó thì anh sẽ kéo vào nó lên online luôn. Hôm nào sau Gia Toàn, Bùi Gia Toàn có hỏi là cho em hỏi tầm 13.000 thì con nào phá hủy tầm giá, hủy diệt thị trường vậy ạ? Anh nghĩ chắc câu trả lời vẫn là KTT dâu đúng không? Mặc dù cái giá nó... Dạ vâng. Yeah. Ok. Last question. Yeah, last question. Yeah. Scroll lên. Wow, này cũng khá là nhiều người chat. Không biết lost một tí. Turn now là mình không còn question nào nữa rồi. Ok, so may mắn.
Lê Pen hỏi cho em hỏi hai anh cắt tóc ở đâu thế ạ? À? Hoàng Vương chắc là cắt ở Hoài Nội, anh thì cắt cái quầy nào đó, anh không biết cái shop nào đó. Anh chạy ra thấy cái shop nào mà không có ai. Dạo gần đây gần Tết nên các chị em rất là các chị em đi làm tóc rất là nhiều. Đấy, anh thấy mỗi shop là đâu đó là chị em uống rồi nhuộm màu, chắc là chuẩn bị ăn Tết rồi. Nên anh cứ thấy cái shop nào mà nó không còn ai nữa là cứ chạy vào thôi. Ok, so anh nghĩ chắc là stream hôm nay mình dừng ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi trò chuyện này rất là nhiều, và cảm ơn Hoàng Vương đã tham gia buổi stream cùng anh. Appreciate cái chuyện là em chạy count, em chạy group by count nên em không có cái so sánh với nó. Anh cũng nghĩ là mình không nên sit quá lộ liễu như vậy. Ok, so cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người. Chào mọi người nha. Alright, anh call out một vài người nha. Bye bye Đại Lợi, bye bye Trưởng Khoa, bye bye Lizzy Dương, của em mới vào à. Bye bye Michael, bye bye Ngô Huy Khánh, bye bye Evan, bye bye Nguyễn Dũng, bye bye Nguyễn Thái Dương, bye Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng bảo cho phim, cho xem phòng của She à. Em có cho xem được không? Phòng em không, em cho xem được góc này thôi. Anh nghĩ phòng anh cũng vậy nha. Mấy bạn thấy phòng cái góc bên nhìn có thể là đẹp một tí, nhưng góc bên kia nó là rất là bừa bộn. Yeah, so stream sau anh sẽ mời anh sẽ làm collab với một bạn cũng khá là, nói chung là maybe là nổi tiếng trong cái cộng đồng này luôn, là bạn Quang Hòa, nói về start thì anh đang set up time với lại bạn đó. Nhà có gì anh sẽ báo sau. Hy vọng là cũng sẽ là mọi người cũng sẽ interested cái vấn đề đó. Về start. Alright. Bye bye Đạt Thành. Hoàng Vương ơi, em có muốn chia sẻ với mọi người cái gì không? Chắc là em cũng không ạ. Hôm nay chỉ hơi tiếc là có vẻ có nhiều câu hỏi mà chưa trả lời được hết. Nhưng mà thôi thì cũng cố gắng hết sức rồi. Anh nghĩ đây là topic khá là thú vị nha. Mọi người ai cũng muốn chọn được một cái switch tầm tiền, cũng như là switch mà đối với mọi người nó là end game của họ, nên cũng rất là nhiều cân nhắc. Nên nghĩ ở đây nếu mà các bạn có Facebook của Hoàng Vương thì mấy bạn cứ chat chiếc Hoàng Vương vẫn thêm. Alright, so bye bye các bạn, bye bye Viz, bye bye Sơn Trần, bye bye Hydro, bye bye Đại Lợi, bye bye Nguyễn Hoàng Anh, Nghĩa Thi Thi, bye Nguyễn Dũng, bye Giờ Nũng, bye OKT, bye bye Chiến, bye Minh, bye bye Tết, Minh hello quá trời luôn mà nãy giờ anh chưa kịp hello lại. Bye bye Dương Long, hey, bye bye Đinh Bá Phi, lâu rồi mới thấy em vào nha. Đinh Bá Phi là 15k boss. Bye bye CDT. Ok, bye bye everyone. Chào mọi người, chào anh. Chào em, cảm ơn em nhiều nha Hoàng Vương ơi. Good night, happy new year mọi người. See you soon.